Xuân Trường nhạt nhòa, Quang Hải giúp Công an Hà Nội thoát thua. Quang Hải ghi bàn thắng ở những phút bù giờ giúp Công an Hà Nội có được một điểm quý giá trước Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hành quân đến sân của Công an Hà Nội với sự tự tin khá cao. Đội bóng núi Hồng quyết định cất cả Phi Sơn, Vũ Quang Nam và Tân Binh Xuân Trường lên ghế dự bị. Trong khi đó ngoài Hồ Tấn Tài vắng mặt vì án treo giò, Công an Hà Nội vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất. Không có gì bất ngờ khi Công an Hà Nội là đội kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Hà Tĩnh chủ động nhường cho đối thủ cầm bóng, chơi phòng ngự lùi sâu rất kỷ luật. Điều này đã khiến cho các chân sút bên phía đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Suốt hiệp 1, Công an Hà Nội không có nhiều tình huống nào thực sự đáng chú ý về phía khung thành của Hà Tĩnh và 45 phút đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Sang đến hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng Công an Hà Nội bất ngờ là đội bị thủng lưới trước. Phút 57, Giáp Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm penalty, Ibarra đánh lừa Philip Nguyễn Bằng pha dứt điểm theo kiểu Panenka. Có được bàn dẫn trước một, 0 Hà Tĩnh càng dễ dàng triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường của mình. Xuân Trường được tung vào sân từ đầu hiệp hai bên phía Hà Tĩnh nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Trong khi đó, Công an Hà Nội cũng chơi đầy bế tắc phải nhờ đến màn tỏa sáng cá nhân của Quang Hải ở phút bù giờ thứ hai với pha dứt điểm hiểm hóc ở rìa vòng cấm, Công an Hà Nội mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Bị cầm chân ngay tại hàng đẫy, thầy trò Kiati sắc tiếp tục bị nới rộng khoảng cách với ngôi đầu.